Thủ tướng nhấn nút khởi công khu cảng biển hơn 1.678 tỷ đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn nút khởi công khu cảng biển Viso Huế nằm trong cụm cảng nước sâu Chân Mây, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công khu cảng biển Viso Huế nằm trong cụm cảng biển nước sâu Chân Mây, Thừa Thiên Huế. Chiều ngày 6 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ khởi công khu cảng biển Viso Huế, cảng số 4 và số 5 thuộc cụm cảng biển nước sâu Chân Mây. Lễ khởi công có sự tham dự của đoàn công tác chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu. Khu cảng biển Viso Huế nằm trong cụm cảng Chân Mây được đánh giá là cửa ngõ ra biển Đông gần nhất và thuận lợi nhất trên trục hành lang kinh tế Đông, Tây. Khu cảng biển được đầu tư xây dựng bởi công ty chính phủ hàng hải Viso với tổng mức đầu tư hơn 1.678 tỷ đồng. Tổng diện tích khu cảng biển hơn 20 hectare với hai bến tàu có tổng chiều dài hơn 540 m. Khi đưa vào sử dụng, khu cảng biển này có khả năng tiếp nhận tàu hàng đến 70.000 tấn và tàu container hơn 4.000 TEUS. Ngoài ra, khu cảng biển nói trên còn sở hữu hệ thống băng tải kín với chiều dài 1,2 km cùng thiết bị hút trót với công suất xuất 2.000 tấn hàng giờ và nhập 1.000 tấn hàng giờ tại bến hàng rời. Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên công nhân, đại diện đơn vị thi công dự án khu bến cảng Viso Huế. Khu vực bến container của khu cảng biển được đầu tư hệ thống cẩu hiện đại với công suất xếp dỡ lên tới 60 container một giờ. Dự kiến sau khi đầu tư xây dựng hoàn thiện vào đầu năm 2026, khu cảng biển này hàng năm sẽ thông quan khoảng 5 triệu tấn hàng hóa xuất khẩu. Ông Vũ Đức Huệ, Tổng Giám đốc điều hành công ty chính phủ hàng hải Viso, cho biết sau khi khu cảng biển đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy vị thế của khu kinh tế Chân Mây, Lăng Cô nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Khánh thành nhà máy điện rác hiện đại nhất miền Trung. Cũng trong chiều ngày 6 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành nhà máy điện rác Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là nhà máy rác có tổng vốn đầu tư khoảng 74,555 triệu USD và được đánh giá là nhà máy điện rác hiện đại nhất miền Trung. Nhà máy được trang bị lò ghi cơ khí công suất 500 tấn một ngày và tổ máy phát điện tuốc bin hơi nước áp suất cao 12 MW. Sau khi đưa vào sử dụng, nhà máy xử lý khoảng 220.000 tấn rác thải sinh hoạt và có thể cung cấp khoảng 93 triệu kW điện xanh mỗi năm. Định hướng mới cho các cảng biển Cần Giờ, cảng thành phố Hồ Chí Minh thông tin được nêu trong cuộc họp của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nghe báo cáo, cho ý kiến dự thảo đề án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030. Tầm nhìn đến năm 2050 vào chiều ngày 11 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.